Hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của mình Tuấn Phan Cuộc Sống Mỹ. Và ngày hôm nay mình sẽ đi chợ cuối tuần nữa mọi người. Thức ăn cũng đã hết rồi và bây giờ mình sẽ đi chợ để mình mua một số thức ăn. Thì mình tính làm bánh tráng trộn với lại đậu hũ mắm tôm mọi người. Trời, nhắc đến hai cái món này là thấy quá ngon rồi mọi người ha. Có gì mọi người nhớ đón xem và ủng hộ mình nhé. Hôm nay mình đi chợ với hai đứa con gái của mình đây. Đây là Bixi, đây là Tinker. Hai Tinker chào mọi người đi coi. Mỗi lần mà nó đi đâu nó bắt đầu đi theo mọi người. Nó ngồi lên, nó ngồi sát chỗ mình đó là bắt đầu là nó nhíu mắt, nó buồn ngủ rồi. Rất là nhiều lông luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đi chợ nhé. Giờ mình sẽ đi chợ và mình sẽ vào chợ mình quay cho mọi người xem ở trong chợ nó có bán những gì nhé. Mình rất là thích đi cái chợ này luôn. Đây là cái quang cảnh ngoài đường mình đi. Đang là mùa xuân đó mọi người, nên hoa nở rất là nhiều luôn. Những cái cây phượng tím nè, nở bông quá trời quá đắt luôn. Chỗ nào có cây phượng tím nó cũng nở, hai bên đường nở tím rịm một trời thương nhớ, rất là đẹp luôn. Ở bên này người ta họ cũng ít đi chụp hình bông lắm mọi người. Thường thường mùa xuân á, thì những cái đồi á, những cái núi á, nó sẽ nở những cái hoa của thiên nhiên rất là đẹp luôn, những cánh đồng hoa rất là đẹp. Thì mọi người hay tụ tập lên đó, mọi người chụp hình. Nhưng mà bây giờ vẫn còn đang dịch, nên vẫn còn đang cách ly, vẫn còn đang tạm trú trong nhà. Ngoài đường cũng sẽ vắng hơn. Nhưng mà bên mấy cái công viên á, như mấy công viên vậy nè, mọi người cũng đi tập thể dục nhiều lắm. Mình tới chợ rồi, mình sẽ bịt mặt để đi chợ nha mọi người. Mình sẽ bịt ba cái khẩu trang lại cho nó chắc mọi người ơi, cho nó chắc cú. Thêm một cái nữa cho nó chắc ăn. Wow, rồi bây giờ mình sẽ đi chợ nhé. Rồi bây giờ mình sẽ xuống xe và mình sẽ đi vào trong chợ. Đây là cái quang cảnh xung quanh chợ. Đây, chợ của khu người Việt nên trong này cũng sẽ nói tiếng Việt hết, hầu như là tiếng Việt hết. Đây, bảng hiệu chợ Sông Hỷ. Xung quanh này xe đậu rất là nhiều luôn, chứng tỏ là mọi người đi chợ cũng rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ bước vào chợ nhé. Wow, hôm nay cũng đông người, ai cũng bịt khẩu trang hết. Trái cây rất là đã luôn mọi người. Đây, táo. Đây, trái vải đây mọi người, 3 đồng 99 một bao, tức là nửa ký. Nửa ký là 4 đồng, là 92.000 Việt Nam mình. 92.000 cho nửa ký vải. Đây là xoài xanh. Wow, nhìn trái xoài rất là giòn luôn, rất là xanh luôn, cứng ngốc luôn. Xoài thì là 115 đồng nửa ký. Cái này cherry. Cherry rất rẻ luôn, cherry có 1 đồng 50 nửa ký à. Là 34 đồng Việt Nam mình cho nửa ký. Là 1 ký 68 đồng. 68 đồng một ký. Nhãn 4 đồng là 92 đồng Việt Nam mình cho nửa ký nhãn. Trời, nhãn nhìn rất là ngon luôn, căng búp luôn. Còn cái này chôm chôm. Wow, có chôm chôm nữa. Lựu. Lựu nhìn to đã ghê luôn mọi người. Thăng long. Công nhận trong chợ Việt Nam ở Mỹ á, cái gì cũng bán á. Những trái cây Việt Nam là có bán hết. Mít nè, trời rất là thơm luôn. Mít này người ta chuyển từ Mexico qua, rất là thơm. Ở đây đồ Việt Nam cái gì cũng có hết, mắm muối, các loại mắm gì cũng có hết. Ở Mỹ cái gì muốn mua gì cũng có hết, chỉ có tiền là không có thôi chứ cái gì cũng có hết. Cái này là xoài xanh, trời nó chảy cái mũ ra luôn kìa, trời rất là đã luôn, cứng ngốc, rất là căng mướt, trời nhìn quá đã.
Cái này là mãng cầu. Ớt. Mấy cái ớt này giống ớt Đà Lạt của mình á, nó đâu có cây đâu. Nhìn nó rất đẹp mắt. Cái này mình hay mua về á, mình cắt ra xong mình ướp gia vị, cái mình nướng lên ăn rất ngon luôn. Cái này là trái tắc hay còn gọi là trái quất nè. 4 đồng 99 nửa ký. Wow, mình sẽ mua cái này về tại vì mình làm bánh tráng trộn á, mình cần có tắc. Ôi xoài này nó chín vàng luôn, rất là thơm luôn. Xoài này thơm lắm luôn. Xoài này mình cũng mua ăn thử rồi. Nhưng mà mỗi lần mua mọi người phải mua nguyên một thùng như vậy, mình về mình ăn không hết á. Đây là những cái bao để mình đựng rau vào trong này. Đây mình sẽ lựa chanh. Mình hay uống nước và mình sắc những lát chanh bỏ vô nước á, nên nhà mình lúc nào cũng có chanh hết á. Đây mình mua vài trái thôi. Lại tiếp tục xoài nữa. Wow. Xoài này cũng cứng ngốc luôn. Nhìn rất là đẹp mắt. Nhìn cái màu nó vậy mà nó rất là cứng. Rồi đây là bông atiso. Khổ qua nè. Các loại rau củ rất là nhiều luôn. Đây trên tay mình mọi người biết cái gì không? Rồi lần đầu tiên mình thấy bên Mỹ nha. Đây là đọt bí. Wow, rất là đã luôn. Cái này mà mình mua về mình xào tỏi á, ăn là số 1 luôn. Perfect, perfect. Rất là ngon. Cải. Cải ngọt nè, cải xanh nè. Cái này là cải thìa hả ta? Cải này về xào vô hào nè. Đây là đây cải ngọt. Không phải cải ngọt. Cải bẹ xanh. Rau mồng tơi. Tự nhiên quên tên. Wow, rau lang. Rất là nhiều các loại rau luôn. Rau lang ngon quá. Cái này mình về mình luộc thôi ha. Xong mình chấm nước tương thôi là cũng ngon rồi. Ớt. Ớt đỏ bên này bán rất nhiều luôn. Những cái chợ khác mình đi mình không thấy ớt đỏ. Ớt này mình sẽ mua về mình làm sa tế. Rau ngò ôm nè mọi người. Cái này nấu canh chua phải có một miếng ngò ôm này nó mới ngon. Bông chuối. Bạc hà. Cái gì cũng có hết luôn. Rau tầng ô. Wow, rau tầng ô rất là ngon. Rau má. Rau má ở đây cộng tốt ghê luôn. Bự bự không à. Rau quế. Rau quế để ăn phở nè. Có rau ngò gai luôn. Rồi đây là củ gừng. Mình hay mua gừng về á, mình sắc chung với xả mình nấu lên mình uống. Rất là tốt luôn, nó thanh lọc cơ thể mình. Còn đây là hành tím, trời ơi, củ hành tím mà Mỹ nó bự chà bá lửa luôn. Nó bự muốn nửa bàn tay mình. Đây mình sẽ mua một bịch gừng về. Đây là rau xà lách son nè mọi người. À, ở Việt Nam mình hay trộn rau sống, mình trộn dầu giấm với thịt bò rất là ngon. Xả. Hành. Hành lá. Mình cũng sẽ mua một bó về. Ngò. Sao mình vẫn thích cái ngò ở Việt Nam hơn, nghe nó nhỏ nhỏ nhìn nó dễ thương lắm. Cái này rau tí tô. Nó có màu tím ở phía dưới lá nè. Cái này rau thơm. Đây là hẹ lá. Còn đây là hẹ bông. Hẹ bông này mình mua về mình xào tỏi mọi người. Trời ơi là nó ngon. Cái này rau răm. Mình làm bánh tráng trộn mình cũng sẽ cần rau răm, nên mình sẽ mua một bó này. Rồi đây là hàng khô, quả dừa khô kìa mọi người. Khoai lang nè, khoai mì nè, sẽ bán ở đây.
Qua xa xa kia là đậu hũ. Mình sẽ đi qua đó và mình xem. Đây đậu hũ người ta chiên sẵn rồi nè. Còn cái này đậu hũ đậu khuôn nè. Đây mình cầm lên nó rất là nhẹ và nó trắng đó mọi người. Cái này là nó ít hàn the hoặc là nó không có nè. Bánh hỏi tươi. Cái này bánh hỏi tươi luôn nha. Bánh tráng kìa. Bánh tráng ở đây người ta đã nướng sẵn rồi. Mình chỉ về và mình ăn thôi. Bánh canh. Cái này sữa đậu nành. Người ta bán nguyên một ca vậy đó. Còn cái này là tàu hũ. Cái này bữa mình cũng mua ăn rồi cũng được lắm. Và bây giờ mình sẽ đi mua một miếng thịt heo để mình làm thịt. Mình mua thịt heo để mình làm bún đậu mắm tôm mọi người. Phải có thịt heo luộc. Wow, cái hàng thịt rất là tươi ngon luôn. Đây một miếng thịt heo rất là bự luôn. Chỉ có 3 đồng 10. Khoảng là 73.000 Việt Nam mình mọi người. 73.000 cho một cục thịt này. Có 3 đồng mấy à? Rất là rẻ luôn. Rất là rẻ so với bên này. Đây là cái chai nước sốt để mình ướp thịt nướng đó mọi người. BBQ. Mình sẽ ướp nó và mình nướng. Nước mắm nè. Ở đây có trứng cút nè. Mình cũng sẽ mua một bịch trứng cút về. Trứng gà. Ở trong này chắc sẽ có trứng vịt lộn nữa nhưng mà mình không có đi kiếm. Tại vì mình không có mua. Đây là những cái hàng khô. Ở đây bán dầu mỡ mắm muối là ở chỗ cái khu này. Những cái bịch gia vị rồi đó mọi người. Còn bên hàng bên này, người ta bán thịt rất là nhiều luôn. Wow. Họ đóng gói sẵn hết rồi. Ở đây mình có thấy lỗ tai heo nè. Wow, mình sẽ mua một cái này về mình ngâm lỗ tai heo làm chua, ngâm giấm. Những cái chợ khác á, mình chỉ thấy bán đông lạnh thôi. Còn cái này mình thấy bán tai heo tươi. Cái này huyết, huyết heo. Trời ơi, nhìn rất là ngon mắt. Chân gà. Ô, đồ làm phá lấu nè mọi người. Cái này là tổ ong nè. Để nấu trong phá lấu nè. Chừng nào mình nấu phá lấu mình sẽ tới đây mình mua. Còn cái này hình như là trong phá lấu nó gọi là lá mía nè. Mình nghĩ cái này là gan. Wow, gà đi bộ ở đây cũng có bán. Rất là tươi. Những cái này là cá viên chiên. Tàu hũ non. Mấy cái tàu hũ này mình mua về mình nấu canh á. À, nhất là mình nấu canh hẹ rồi mọi người. Bỏ cái tàu hũ non này vô rất là ngon. Hoặc là súp kim chi, canh kim chi. Bỏ tàu hũ non vào. Hoặc là tàu hũ non về sốt chua ngọt. Và bây giờ là cái khu bán hàng hải sản. Mình sẽ đi qua bên này mình xem. Mực nè. Bạch tuộc kìa. Cái này là con cá lù đù một nắng. Người ta ướp muối với lại ớt. Chiên lên ăn rất là ngon luôn. Cái này cá salmon, cá hồi. Cá, mấy con cá này mình cũng không biết cá gì. Tôm. Đây, tôm đây. Người ta bỏ ra một xôi vậy cho mình lựa. Còn cái này là ốc hương. Wow, con ốc mình mở ra nhìn nó rất là tươi luôn nha. Ốc len. Trời, cái món ốc len này mua về xào dừa. Rất là ngon. Xào huyết. Con ốc vòi voi. Mình chưa bao giờ còn ăn con ốc vòi voi luôn. Chừng nào mình sẽ mua về và mình làm video mình review nhé. Ốc bươu. Lát mình sẽ mua về. Còn cái này là con sò lông.
con sò gai, ốc móng tay. À, con ghi giống ốc đỏ quá mọi người. Còn cái này là mực. Crawfish nhiều lắm mọi người. Mà hồi nãy mình thấy nó, hôm nay mình thấy nó không có tươi á, nên thôi mình không có quay. Cá. Đó, crawfish phía trước mình á. Mấy con này là mấy con nghêu. Hào. Đây mấy con nghêu này rất là bự luôn. Con này là giống con ốc gạo của mình đó mọi người. Tôm đỏ. Trời ơi, con tôm đỏ này mà mua về lột ra làm sashimi đó mọi người. Chấm chấm mù tạt á. Trời ơi, ăn ngon số dách luôn. Tôm hùm. Mấy con này nó ngợp ngợp đây ha. Tôm hùm rất là bự luôn. Đây ghẹ đây mọi người. Cái này là ghẹ xanh. Trời, mấy cái con này công nhận nó mạnh dễ sợ luôn. Nó giữ. Mình bắt có mấy con mà trời. Cái này mà nó kẹp vô cái là đứt tay luôn nè. Rất là hung dữ. Tao sẽ về tao ăn mày. Cho mày hết hung dữ. Rất là tươi luôn mọi người. Công nhận bên chợ này bán mấy cái con hải sản này rất là tươi. Mình sẽ mua về và mình sẽ ăn. Đây cái khu này bán đồ khô. Mình xem thử họ có bán cái gì nữa nhé. Hôm nay mình sẽ đi mua bánh tráng. Tại vì mình làm bánh tráng trộn phải cần có bánh tráng. Và mình sẽ đi lựa bánh tráng. Mỗi lần đi chợ mọi người, vô cũng chẳng biết mua gì. Tại vì quá chợ đồ luôn. Bánh hỏi khô nè. Những cái mặt hàng bún khô đồ ở đây rất là nhiều. Bánh hỏi tươi. Đề tươi như vậy nhưng mà nó vẫn là khô nha mọi người. Mình về mình sẽ nấu nó lên. Bánh phở. Bún bò Huế. Đây hôm nay mình sẽ đi tìm bún. Để mình về mình sẽ làm bún đậu mắm tôm. Mình sẽ cần có bún. Chủ yếu hôm nay mình đi tìm bún. Rồi mình quay lại hàng trái cây. Rất là nhiều trái cây luôn. Wow, nhìn rất là đã. Cam 3 đồng 49 cho nửa ký. Dưa hấu. Dưa hấu to dễ sợ luôn. Mấy trái này ngọt lắm luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra mình tính tiền nha mọi người. Đây là cái chỗ quầy tính tiền. Mình sẽ đứng cách xa xa ra cho an toàn. Đây có cái bảng nè. Vui lòng giữ khoảng cách 6 feet là 1,8 mét. Mình sẽ đứng cách xa ra nhé. Thank you em. Ở đây mình đi chợ mình sẽ có một cái xe đẩy như vậy. Và mình sẽ đẩy đồ ra ngoài xe. Vậy là mình đã tính tiền xong rồi. Bây giờ mình sẽ ra xe thôi. Bây giờ mình sẽ đẩy cái xe
đựng hàng đi vào chỗ cái khu vực của nó. Đây cái bên góc đó mọi người, mình sẽ trả lại cái xe vào vị trí cũ. Đây mình đẩy cái xe vào đây. Vô con. Rồi bây giờ mình sẽ quay trở về xe. Rồi mình đã đến xe rồi. Xe rồi con, vô vô con. Rửa tay. Vậy là mình đi chợ xong rồi, bây giờ mình sẽ đi về. Hay như vậy là mình cũng đã về tới nhà rồi mọi người. Và mình đi chợ mình mua được một mớ ốc bươu rất là ngon luôn. Và bây giờ mình sẽ vào mình chế biến nhé. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video đi chợ của mình. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Wow, tiếng ca. Chào mọi người đi con. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.